UAE vào ngày 14 tháng 11 này. Hy vọng là chúng ta sẽ có một chiến thắng trên sân nhà. Các bạn nghĩ sao về tỷ số trận đấu tới giữa Việt Nam và UAE? Theo mình thì tỷ số sẽ là 1-0, còn các bạn thì các bạn có thể đưa dự đoán của mình nhé, để xem chúng ta sẽ ai sẽ là người dự đoán giỏi nhất. Và sắp tới sát trận đấu thì mình sẽ làm một cái mini game dự đoán tỷ số trận đấu, nên là nếu bạn nào nó đúng thì mình cũng sẽ có một món quà cho các bạn. Quang Hải đã trả lời phỏng vấn xong rồi và đang đi ra khuôn đội của chúng ta. Thầy Park đã dặn dò cầu thủ chúng ta một vài điều trước buổi tập quan trọng ngày hôm nay. Sắp tới thì Công Phượng và Văn Hậu cũng sẽ về, dự kiến là 11 tháng 11 cả hai sẽ về các bạn nhé. Xuân Mạnh, các bạn nhớ Xuân Mạnh không? Xuân Mạnh cũng là một chàng trai mà thi đấu rất hay thay cho Văn Hậu khi ở giải U23 châu Á ngày ấy. Còn phía bên này là Ngô Hoàng Thịnh, một cầu thủ cũng mới trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian vắng bóng rất là lâu. Hy vọng là anh ấy sẽ có thể là có cơ hội để trụ lại trong đợt tới để đấu với UAE và Thái Lan. Và tiếp theo khá thú vị. Cầu thủ chúng ta sẽ phải giơ chân cao dần, đá cao qua hẳn chiếc cọc cuối cùng và không được kiễng. Đây là một bài tập phải nói là tạo ra một cái sức dướn chân rất là tốt, rất tuyệt vời. Đức Huy, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Hoàng tử Đức Huy, ok, rất là tuyệt vời. Ông bố trẻ thì sao? Ông bố trẻ Hồng Dũng, tuyệt vời. Và tiếp theo là Văn Toàn, cũng rất là ok. Các thủ môn chúng ta đều có sức bật rất tốt, các bạn thấy không? Khả năng bật cao và bắt bóng dính trên không là một cái điều mà rất quan trọng. Khi các cầu thủ của UAE là đối thủ rất là cao to với thể hình lực lưỡng của họ, thì việc thủ môn phải có một sức bật tốt và chiều cao tốt sẽ là hạn chế được những pha bóng không chiến. Lúc này cầu thủ chúng ta đang nghỉ ngơi và uống nước sau một khoảng thời gian tập luyện liên tục từ nãy đến giờ. Một thông tin vui của chúng ta là ở trận đấu tới thì đối thủ của chúng ta sẽ mất đi một chân sút chủ lực, đó là Ali Mascott. Thì anh ấy là một chân sút chủ lực của UAE, đã ghi được 55 bàn các bạn nhé. Và ở trong vòng loại World Cup thì anh ấy đã ghi được tận 6 bàn trên tổng số 8 bàn của UAE. Thầy Park tâm lý chưa các bạn ơi? Thầy Park cất đồ cho nhanh để có thể là các thủ là tập xong bài tập mới. Thầy Park đúng là rất tuyệt vời và luôn luôn nhiệt tình như vậy đó. Thật sự là hình ảnh quá đẹp. Hy vọng ở trận đấu tới thì Quang Hải sẽ nổ súng, nổ súng tung lưới UAE, các bạn nghĩ sao? Quang Hải với khả năng tung bóng của mình rất đẹp, một động tác đưa bóng rất dính ngực giống như kiểu Ronaldinho của Quang Hải. Tiếp theo sẽ là một bài tập mới của đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ cùng chờ xem là các cầu thủ sẽ tập bài tập gì nha. Từ thời của huấn luyện viên thể lực mới rồi các thứ, chúng ta thấy là có rất là nhiều bài tập thú vị cho các cầu thủ chúng ta. Hôm trước thì làm thủ môn này, rồi nhảy vòng tròn các thứ, rồi hôm nay sẽ là bài tập gì đây? Có vẻ là bài tập phối hợp rất là rộng, chúng ta sẽ cùng chờ xem nha. Đây là một bài tập mà mình thấy hấp dẫn, khá là hấp dẫn này, những đường truyền liên tục như này và di chuyển sẽ khiến cho cầu thủ chúng ta sẽ có một cái chuẩn bị rất tốt trước trận đấu với cả UAE. Như vậy là phải di chuyển rất rộng. Các bạn có thể là xem và học hỏi áp dụng cho đội bóng của chúng ta. Có vẻ mình thấy khá phức tạp, rất xa luôn, gần như là phối hợp nửa sân luôn các bạn ạ. Một màn phối hợp nửa sân cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng chờ xem Hồng Duy thực hiện ra sao nhé. Tiếp theo là những bài tập rơi bóng qua các cái cọc. Ok, chuyền lên và kết thúc sẽ bằng một pha đánh đầu ghi bàn vào chiếc lưới ở phía xa. Ok, chúng ta sẽ cùng xem các chàng trai bắt tập luyện ra sao nhé. Nhìn Quang Hải kìa, Quang Hải di chuyển rất là nhanh các bạn ạ, rất nhanh luôn, rất thần thật, đúng là có võ, nhỏ mà có võ. Hồng Duy, chúng ta sẽ cùng chờ xem một pha xử lý của Hồng Duy. Hãy cùng xem những pha đi bóng rất là léo của Hồng Duy. Còn bây giờ sẽ là Quang Hải, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Quang Hải luôn có nhật đấy các bạn nhau. Quang Hải xử lý rất khéo và rất khoát luôn. Hãy xem Quang Hải đánh đầu cũng rất tuyệt vời. Ê, điện thoại đúng không? Quay cả hai. Ê mà. Gì? Anh có quay được gần không? Có. Nếu mà gần thì cho xin cái hình ấy. Nói mà chuyện với ta chỉ để xin hình thôi đúng không? Thôi thì tắt đi máy
quay rồi nói chuyện. Anh nghĩ là anh, em nói luôn nhé, là rất hay YouTube, Đỗ Kiên Phúc rất hay xin hình ở đây nhá. Không phải là giả vờ quay xong rồi bảo người ta xin hình đâu. Anh chưa xin một cái gì. Thật ngã bây giờ. Ok, bây giờ hết giờ quay các bạn, chúng mình sẽ không được quay nữa, chúng mình phải rời đây các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình.